bé này là lớn hơn con anh ba. Cái cách giới thiệu cho mọi người nghe đây. Ca sĩ Nhí à? Yeah.
em cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Không có ba mẹ ở đây nhưng mà chúng anh em. Một người cha mẹ thứ hai. Dần dần lại ra đây được tốt. Bảo tài chưa ngoại giao. Thì đấy, mình chúc thoải mái, vui vẻ thôi. Oh!